Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp nhận định U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc 20 giờ ngày 5 tháng 6. Thưa quý vị, một trận hòa trước U23 Hàn Quốc sẽ là mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Gong Okion hướng đến, qua đó mở rộng cánh cửa đi tiếp và tứ kết tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Diện mạo mới của U23 Việt Nam Ở trận gia quân, U23 Việt Nam bị U23 Thái Lan cầm hòa đáng tiếc tỷ số 2 đều. Dù mở tỷ số ngay phút đầu tiên nhưng sau đó sai lầm của thủ môn Văn Toản và bàn thủng lưới ở phút bù giờ khiến thầy chó luyện viên Gong Okion chỉ mang về một điểm. Dù bị cầm hòa nhưng U23 Việt Nam thực sự khiến cho giới mộ điệu cảm thấy bất ngờ với lối chơi vô cùng chủ động của mình. Không phải sơ đồ năm hậu vệ như giới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Ngoài bà Việt Nam của luyện viên Gong Okion ra sân với sơ đồ 433. Ngoài ra các cầu thủ còn được bố trí thi đấu pressing cường độ cao. Chính cách nhập cuộc với tâm thế này khiến U23 Thái Lan bị cóng ngay những giây phút đầu tiên của trận đấu. Thực tế không phải đến trận đấu với Thái Lan, giới truyền thông mới bất ngờ khi U23 Việt Nam sử dụng sơ đồ 433, 4 1 thay cho đội hình truyền thống đã tồn tại nửa thập kỷ qua mang tên 532. Trong hơn 10 ngày trước đó, khi mà chính thức tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam thay ông Park Hang-seo, vị chiến lược gia gông Okion đã nhấn mạnh về một sự thay đổi lớn trong cách xây dựng đội hình và triển khai lối chơi cho học trò của mình. Ngoài ra, cách bố trí nhân sự của thầy Gong cũng là nét mới ở U23 Việt Nam. Bên cạnh việc có những nhân tố mới, một số cầu thủ như Lê Văn Đô, Nhâm Mạnh Dũng, Vũ Tiến Long cũng được giao trọng trách khác với kỳ SEA Games đã qua. Mạnh Dũng được kéo xuống đá trung vệ, trong khi Vando Đô được đẩy cao thi đấu ở vị trí tiền đạo trái, còn Tiến Long được đẩy sang đá hậu vệ phải. Tất cả những sự thay đổi này đều phát huy được độ hiệu quả trong đối chơi của luyện viên gông Okion xây dựng trụ 23 Việt Nam. Nhưng cũng phải nhấn mạnh, việc chịu áp lực cường độ cao khiến thể lực các cầu thủ bị suy giảm nghiêm trọng. Đó chính là vấn đề U23 Việt Nam gặp phải trận gia quân. Cũng phải nói thêm, trận đấu đó U23 Việt Nam không có được đội hình mạnh nhất khi nhiều trụ cột không thể ra sân vì bị ngộ độc thực phẩm. Điển hình là trường hợp của Thanh Bình và Hoàng Anh. Bất luận khó khăn thử thách thế nào, U23 Việt Nam cũng phải siết chặt tay để nhập cuộc trước Hàn Quốc với một tinh thần tốt nhất. Nội soi U23 Hàn Quốc ở trận gia quân, U23 Hàn Quốc thể hiện đúng bản lĩnh của đội bóng đương kim vô địch giải đấu. Họ dễ dàng đè bẹp Malaysia, đặc biệt là hai bàn thắng trong những phút cuối, thời điểm mà U23 Việt Nam để U23 Thái Lan gỡ hòa. Do vậy, họ đã có 45 phút đầu tiên vô cùng khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của đối thủ đến từ Đông Nam Á. Thậm chí nếu như các tiền đạo của Malaysia sắc bén hơn, họ có thể vượt lên dẫn trước U23 Hàn Quốc. Song bằng đẳng cấp vượt trội của mình, đội bóng xứ Kim Chi vượt qua khó khăn để có được khởi đầu thuận lợi. Trong thành phần của U23 Hàn Quốc có 4 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Trong trận đại thắng Malaysia, huấn luyện viên Gong Hoang sơn đã sử dụng 3 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, gồm tiền vệ tấn công Lee Kang-in, Malacca, Tây Ban Nha, tiền vệ trái Yong Sang-bin, Thụy Sĩ và tiền vệ trung tâm Hong Hyun-seok của Las Palan. Đây là những cầu thủ có những đóng góp rất nổi bật trong chiến thắng đậm đà của U23 Hàn Quốc. Nhìn chung các mảng biến phối hợp tấn công của các cầu thủ U23 Hàn Quốc vô cùng đa dạng, từ phối hợp trung lộ để những tình huống bóng đưa ra biên rồi lật vào trong cho các tiền đạo hay thậm chí những tình huống rút xa. Nhưng việc phải dâng cao tấn công khiến hàng thủ U23 Hàn Quốc dễ bị tổn thương bởi các pha phản công nhanh. Bàn thua của U23 Hàn Quốc xuất phát từ một tình huống lên cao nên không thể về kịp khi U23 Malaysia tấn công nhanh nên anh phải vào lưới nhặt bóng. Đánh giá chung nếu nhập cuộc với tâm thế chủ động phòng ngự, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để tạo nên địa chấn trước Hàn Quốc. Song chỉ cần một thoáng mất tập trung, các chiến binh sao vàng sẽ phải trả giá như ở trận gặp Thái Lan. Hy vọng các học trò luyện viên Gong Okian sẽ giữ được sự điềm tĩnh và tập trung của mình, qua đó có được kết quả thuận lợi nuôi cơ hội đi tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á. Dự kiến đội hình của U23 Việt Nam, Văn Chuẩn Việt Anh, Tiến Long, Duy Cương, Văn Đồ, Tuấn Tài, Hà Long, Công Đến, Hoàng Anh, Mạnh Dũng, Văn Tùng. Huấn luyện viên Gong Okian gửi thông điệp ý nghĩa trước trận U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc. Thưa quý vị, trước màn chạm trán với U23 Hàn Quốc vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 6 tới đây, huấn luyện viên Gong Okyon vừa có thông điệp vô cùng ý nghĩa gửi tới người hâm mộ. Sau trận hòa đáng tiếc trước U23 Thái Lan ở trận gia quân diễn ra ngày 2 tháng 6 vừa qua, U23 Việt Nam bước vào thử thách thực sự khi chạm trán đương kim vô địch Hàn Quốc trong lượt đấu tiếp theo. Rõ ràng thấy cho ông Gong Okyon bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối phương về cả chất lượng đội hình cũng như đẳng cấp. Xong, tinh thần chiến đấu sẽ là điểm mạnh để U23 Việt Nam tự tin hướng đến kết quả tốt trong màn so tài nói trên. Trước thêm cuộc chạm trán diễn ra lúc 20 giờ ngày 5 tháng 6 tới, huấn luyện viên Gong Okion có thông điệp vô cùng ý nghĩa gửi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Theo đó, chiến lược gia người Hàn cho biết, Tôi nên làm gì đây? U23 Hàn Quốc tất nhiên là đội mạnh hơn, họ có thể vượt qua chúng tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này và tạo động lực để U23 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ trước Hàn Quốc. Tôi muốn tạo ra năng lượng tích cực. Đúng vậy, đó là năng lượng tích cực. Dù trong hoàn cảnh nào, dù chiến thắng hay thất bại, chúng ta vẫn phải duy trì năng lượng tích cực hoặc là tái sinh nó. Chia sẻ của huấn luyện viên Gong Okion là điều mà cổ động viên nước nhà luôn chờ đợi. Đó là tinh thần lạc quan hết mình trong các trận đấu. Dù bị đánh giá thấp hơn, song chúng ta luôn vào cuộc bằng sự tự tin cao nhất, hướng tới một kết quả thuận lợi. Chắc chắn trận đấu phía trước với Hàn Quốc ẩn chứa rất nhiều khó khăn, song vẫn có những lý do để chúng ta tự tin vào việc mang về ít nhất một điểm ngoài lối chơi rõ nét ở ngày khai màn. Theo thống kê, trong 3 cuộc chạm trán gần nhất, U23 Việt Nam ghi bàn với lưới đội bóng xứ Kim Chi. Vì thế U23 Việt Nam dù bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn đủ khả năng tạo ra bất ngờ. Về tình hình lực lượng, chúng ta chắc chắn thiếu vắng thủ môn Văn Toản trong màn so tài nói trên do chấn thương. Phan Tuấn Tài đe dọa vị trí của Đan Văn Hậu Hồng Duy. Thưa quý vị, trong vòn vẹn 11 ngày, Phan Tuấn Tài đã có hai màn trình diễn siêu hạng cho U23 Thái Lan anh có thể khiến những đàn anh như Văn Hậu, Nguyễn Phong Hồng Duy lo lắng cho vị trí của mình ở tuyển quốc gia. Tối ngày 2 tháng 6, Jason Milley tại thủ đô Takesh của Uzbekistan, Phan Tuấn Tài tiếp tục chiếm trọn spotlight của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Một bàn thắng, một đường kiến tạo ở trận gia quân bảng C vòng chung kết U23 châu Á giúp Phan Tuấn Tài là tâm điểm của cơn mưa những lời tán dương từ người hâm mộ bóng đá quê nhà. Hậu vệ sinh năm 2001 đơn giản là xứng đáng nhận điểm 10 tuyệt đối với phong độ trói sáng được duy trì suốt từ đầu năm đến nay. Phan Tuấn Tài từ chỗ nhận vé vớt đến Campuchia dự U23 Đông Nam Á đã giúp U23 Việt Nam của huấn luyện viên Đinh Thế Nam vô địch hồi tháng 2. Đến tháng 5, cầu thủ thủ biên chế Việt theo FC ghi dấu ấn đáng kể giúp Việt Nam vượt qua Malaysia và U23 Thái Lan để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng một bóng đá nam tại SEA Games 31 một cách đầy xứng đáng. Tuấn Tài tiếp tục có tên trong danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam của huấn luyện viên Gong Okion, hành quân từ Uzbekistan để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đêm ngày 2 tháng 6, trận gia quân gặp U23 Thái Lan, Tuấn Tài đã chơi tự tin đến mức thầy cho huấn luyện viên Goragut Rimaka phải toát mồ hôi. Nếu không nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Sufanat Moenta ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu, Tuấn Tài và đồng đội đã có được niềm vui và 3 điểm trọn vẹn. Hậu vệ 21 tuổi ngày càng cho thấy vai trò đáng kể với các cấp đội tuyển Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi, Tuấn Tài hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo ở AF Cup 2022 diễn ra vào tháng 12 tới đây. Tuấn Tài thực sự là phát hiện lớn để giải tỏa những áp lực cho chiến lược gia người Hàn. Sau khi văn hậu chấn thương nặng chưa hẹn ngày trở lại, thầy Park gặp khó khăn để tìm một hậu vệ trái chất lượng thay thế. Hồng Duy được xem là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park suốt thời gian qua ở tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đơn giản không đủ đẳng cấp, anh chỉ được xem là một cầu thủ tầm trung. So với một Phan Tuấn Tài đang có sức trẻ và phong độ cao, Hồng Duy rõ ràng lép vế hơn. Trong khi chờ Văn Hậu trở lại, thầy Park có vẻ như tìm được một phương án thay thế hữu hiệu dành cho AF Cup 2020. Năm 2022 có thể được coi là năm của chàng trai gốc Đắk Lắk và Phan Tuấn Tài cần tranh thủ cơ hội này vươn lên tầm ngôi sao ở tuổi 21 và vẫn đang chơi ở giải hạng nhất. Cầu thủ thủ biên chế Viettel FC còn rất nhiều điều phải làm và cần làm thật tốt trong những dịp thể hiện bản thân sắp tới. Các tình huống tỏa sáng sẽ giúp cầu thủ thêm phần tự tin để hướng tới các trận tiếp theo. Tôi cho rằng hai pha bóng đá chưa đủ kết luận rằng Tuấn Tài là một ngôi sao, rồi đẩy cậu ấy lên trên mức bình thường. Điều quan trọng và đáng quý nhất lúc này, các cầu thủ trẻ của chúng ta thoát khỏi cái ngưỡng của chính mình, tự tin và dám làm hơn. Biên viên Quang Tùng nhận xét về Phan Tuấn Tài sau trận hòa Thái Lan hai đều đêm ngày 2 tháng 6. Pha kiến tạo cho bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng ở chung kết SEA Games 31, cú rút xa và đường tạt bóng của Phan Tuấn Tài trong trận vừa rồi đều là những tình huống xuất sắc, nhưng chưa phải là yếu tố đảm bảo cho một tương lai vững chắc lâu dài. Ta không thể phủ nhận bàn thắng của Tuấn Tài có dấu ấn may mắn, bóng đập một hậu vệ Thái Lan văng lên góc cao khiến thủ môn không thể cản phá. Quả tạt bóng của Văn Tài cho Văn Tùng là xuất sắc, Đường truyền quyết định trong trận chung kết SEA game cũng vậy, nhưng đó cũng chỉ là khoảnh khắc. Tuấn Tài càng nhiều hơn nữa tình huống như vậy cùng rất nhiều yếu tố khác để khẳng định mình là cầu thủ giỏi. Trên thế giới có rất nhiều cầu thủ tạt bóng hay, tấn công giỏi nhưng họ chưa chắc là một siêu hậu vệ. Dẫu sao, với các cầu thủ trẻ thì những khoảnh khắc này sẽ giúp người hâm mộ cảm nhận được những điều tích cực, đồng thời trở thành điểm tựa để các em tiếp tục chơi bóng và tỏa sáng. Biên lực viên Quang Tùng cho lại mọi thứ mới chỉ bắt đầu với phan tuấn tài anh vẫn còn một chặng đường rất dài cần bước tiếp trong tương lai nhưng có một điều có thể khẳng định ngay thời điểm này mân hậu hồng duy hãy cứ dài chừng một ngày nào đó sớm thôi vị trí của họ trong đội hình huấn luyện viên park hang seo có thể bị đe dọa Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.